nhằm đảm bảo môi trường sinh thái, xử lý rác thải theo đúng quy định. Lâm Đồng vừa phân bổ 6 tỷ đồng và giao Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Lâm Hà triển khai việc cải tạo bãi xử lý rác thải của huyện. Theo đó, đơn vị sẽ tiến hành mở rộng diện tích bãi xử lý rác thải, hiện tại từ 1,4 hectare lên trên 5 hectare. Ngoài ra, xây dựng thêm các hạng mục gồm hố chôn lấp, đường nội bộ. Việc cải tạo sẽ được hoàn thành sau 3 tháng triển khai xây dựng. Huyện Lâm Hà hiện có 16 xã và 2 thị trấn, với lượng rác thải được thu gom bình quân là từ 20 đến 25 tấn mỗi ngày. Thông qua cải tạo bãi xử lý rác thải của huyện Lâm Hà sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu gom và xử lý rác, đồng thời hạn chế tình trạng xả bừa bãi gây ô nhiễm môi trường ở địa phương.